Vâng, xin chào quý vị khán giả. Trong clip này tôi giới thiệu với khán giả một cái vườn bonsai ở Mỹ. Đó là vườn bonsai của anh Quân Hà. Anh là người Mỹ gốc Việt. Trước mặt chúng ta đây là cái cây thông trắng. Một cây thông trắng lùn lực rất điệu, có một cái tay bay khá dài. Anh Quân Hà là một trong những người chơi bonsai nhiều năm và có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc và làm cây lá kim. Anh cũng là một thành viên trong Hội Lá Kim Việt Nam. Thì trong Hội Lá Kim anh cũng đã chia sẻ rất nhiều những cái kiến thức bổ ích, những cái kinh nghiệm quý báu về làm cây lá kim. Những hình ảnh trong clip này là do anh Quân Anh tự quay, tự chụp và đăng lên trang cá nhân Facebook. Thì tôi cũng đã trao đổi với anh Quân, được sự đồng ý của anh Quân thì tôi cũng làm cái clip này để gửi lên cộng đồng mạng cho anh em cùng xem, cùng tham khảo. Facebook của anh Quân là Quân Hà. Tôi sẽ để đường link Facebook của anh ở dưới phần mô tả. Nếu anh em nào mà muốn kết bạn, làm quen để chia sẻ, học hỏi lẫn nhau những cái kinh nghiệm quý thì có thể liên hệ với anh. Trước mặt chúng ta đây là một cái cây cây bách của Cali. Đây là một trong những dòng cây rất khó tính. Những cây này nó mang lại cho chúng ta cái cảm giác rất tự nhiên, điệu đà uyển chuyển, được sự trau chuốt của đôi bàn tay của chủ vườn. Thì cái cây này nó đã trở thành tác phẩm rất đẹp, điệu đà, có chiều sâu. Vâng, đây là hình ảnh lúc cây còn ở dạng phôi, đang nuôi tay cành. Và đây là cái giai đoạn đã làm xong. Anh Quân thì anh ấy rất cẩn thận. Anh đã lưu giữ lại những cái hình ảnh từ lúc còn cây phôi cho đến lúc làm và trở thành những cái sản phẩm. Trong Hội Lá Kim thì anh cũng là một thành viên rất tích cực. Anh đã chia sẻ rất nhiều những kinh nghiệm quý báu, những cái kỹ thuật chăm sóc tới hội, tới anh em trong Hội Lá Kim. Đặc biệt anh Quân còn là một trong những người rất dễ gần, dễ mến, rất chân thành. Chúng ta hoàn toàn có thể kết bạn và làm quen. Vâng, một cái cây có dáng siêu khá điệu, tay bông đổ xuống nhìn rất là điệu. Thank you.
Vâng, với cái cây này thì cũng được trau chuốt tỉ mỉ từ những cây phôi. Trong cuộc đời chơi cây, nếu chúng ta tự làm được cây để chơi thì chúng ta mới thấy hết cái giá trị của cái tác phẩm. Một số anh em không có thời gian để làm thì chúng ta có thể bỏ tiền ra, chúng ta mua về cho mình những tác phẩm ưng ý để chơi. Trong clip này thì tôi cũng lấy một số hình ảnh tiêu biểu. Người có tâm mang hết những cái gì của mình chia sẻ cho anh em, cho cộng đồng thì chúng ta cảm thấy rất là trân quý, và chúng ta cũng có những cái tác phẩm đẹp để ngắm. Mặc dù không được ngắm trực tiếp nhưng chúng ta cũng đã hình dung hết qua những cái hình ảnh mà chủ vườn đã chia sẻ. Còn đây là những cây hoa. Trước mặt chúng ta đây là một cái cây hoa đỗ quyên, một cây có cái thân hình gầy guộc, phong trần và có sức sống rất khỏe mãnh liệt. Và đây chính là cái hoa của cái cây của cây hoa đỗ quyên. Cái màu hoa phớt hồng và phớt tím, điểm trắng nhìn rất bắt mắt. Còn đây là cây mai đỏ, cũng là một trong những cái dòng mai quý. Vào dịp Tết thì chúng ta có những cây mai, cây đào được cây đặt trong không gian cũng rất là đẹp. Người chơi bonsai mà trong vườn có một số những cây hoa tạo nên cái điểm nhấn cho cái không gian. Đây là cây mai trắng, cũng là một trong những cây bonsai có hoa rất đẹp. Màu trắng tinh khôi điểm vào những nhị vàng. Đây là cây hoa đỗ quyên có cái thân hình rất côn, cây rất già. Đây là những tấm hình trong quá trình tạo tác bằng cây cho hoa màu trắng rất đẹp. Còn ở cái tác phẩm này, đây là một cái cây hoa đỗ quyên dáng siêu. Cái vẻ điệu đà hút hồn người xem.
nở rộ màu hồng. Rất đẹp. Còn đây là cái quá trình chăm sóc cây, thay đất. Và tôi xin dừng cái video clip tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những clip sau. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.